Kính chào quý bà con cô bác anh chị, thì hôm nay là Thảo đang có mặt ở tại một cái ngôi nhà, một cái vụ án là hai mẹ con chết cháy luôn quý bà con. Thì ở trong căn nhà này cũng cổ xưa, thì có ba người, một người cậu và một người mẹ, tức là hai mẹ con sống ở chung với người cậu ở trong căn nhà này. Thì nghe nói là cũng lu bu về cái chuyện tình cảm hay sao đó quý bà con. Đây là ở trong căn nhà đây nè. Ở trong căn nhà này mình thấy quá trời đồ luôn. Rồi cái vụ phóng hỏa này thì cái người mà phóng hỏa đó thì bị công an bắt rồi. Quá trời đồ luôn. Thì có cái đoạn clip đó mọi người, người mẹ ôm người con ngủ ở trên trên lầu á, ngủ ở trên đó đó, để mình zoom lại cho bà con xem. Thì chuyền xuống để đem xác hai mẹ con ra, còn cái người cậu thì cứu sống được, còn hai mẹ con là chết cháy luôn. Ở đây là trong cái con hẻm ở trên thành phố Châu Đốc. Mình đang đứng là ở phía ngoài sau cái căn nhà của ba cậu cháu. Rồi hai mẹ con thì ngủ ở trên lầu. Rồi lúc mà hỏa hoạn đó là không có chạy xuống được. Rồi mắc ở trên lầu luôn. Còn người cậu thì người ta cứu được. Mình đang đứng ở phía ngoài sau. Ở phía ngoài sau này thì quá trời đồ. Cái này là ba cái đồ gác rồi, với ba cái hộp cơm đồ nè. Rồi nghe mọi người chia sẻ là hình như là cái người cậu này cũng không mấy được bình thường á. Đồ quá nhiều mọi người. Đây là những cái chỗ mà bà con người ta phá để mà cứu cái nạn nhân ra đó quý bà con. Mình đi ra phía ngoài trước cho bà con xem. Thì cháy mà tới mà cái cây ở ngoài trước đường nè. Cái cây ở ngoài trước đường rồi khô luôn. Thì chuyền xác hai mẹ con từ ở trên trên cái lan can ở trên lầu đó đó, chuyền xuống mọi người. Còn ba cái dây điện cháy hết luôn. Trong căn nhà này cũng cổ mọi người. Thì cái vụ việc này là khi mà xảy ra quả hoạn đó là lúc khoảng 2-3 giờ sáng. Cho nên là bà con giờ đó thì mọi người ngủ hết rồi. Thì cũng cái ngọn lửa đó là dập tắt cũng sớm, cho nên là cứu được cái người cậu. Còn hai mẹ con thì không may, cũng như là ở trên đó nó không có ra được á. Rồi mẹ ôm con vào lòng rồi chết luôn, rất là tội mọi người. Chú này là ông sống ở đây lâu chưa con? Người ta sống mấy 70 năm rồi, ở đây hồi nào giờ cốt cụ đó. Cái nhà nó cũng đắt 70 năm rồi đó. Ồ, có thấy nhà nhà cổ á con. Hả? Nhà cổ. Nhà thành ra cháy thì cháy chứ đập tường đập không vô đó. Đập không được, mấy anh chữa cháy đập được. Nhờ cái đó là hồ nước nước lục á, ổng xây lên khúc á, đập cho nó bể thôi, còn mấy cái tường kia đập không vô. Dạ. Nó kiên cố vậy đó. Cái nhà này lâu lắm rồi, hồi đời ba má còn sống tới giờ ổng đó. Mà nó ngay hồi nhỏ ổng chơi đi. Ổng không đợi tới giờ đó. Bây giờ ổng già ổng yếu rồi, cái chân ổng quẹt hết chân rồi. Rồi tới con nhỏ cháu, bà chị chết để lại nó tỉnh đó. Rồi giờ có tiền ăn, rồi nó hay á. Thằng nào đợi lấy nó thì cho nó vài chục ngàn, lấy nó lấy tiền nó ăn vậy đó.
Nói chung là nó không có làm chân rồi đi lượm dây chai đó, còn thấy nó chứa không? Quá trời luôn, nãy con thấy quá trời đồ. Ổng lụm là cái đó là à, chú lụm rồi à, cái người mắt cung lụm luôn. Bán mà chứa tại đó đó. À. Chứ hành kinh không được ổn nữa, cái con nhỏ chết đó đó. Tức là con của cái đó hay là cháu? Cháu của ổng, à. Con của chị ổng. Đó, mà má nó chết ở giỏng đó, hồi nhỏ tới lớn đó. Rồi đó, nó ngay rồi không có tiền không bà. Giờ đi với thằng mà vụ đó cho 50 ngàn rồi vô bụi vô lùm rồi xong rồi lấy 50 ngàn ăn vậy đó, nuôi con. À. Rồi, cậu cho gì lấy nấy. Đó, người ta cho gạo thì lấy gạo. Nó ngay đi. Ổng bây giờ ổng ở miễu nắng đó, cộng lại em chính xác hơn. Dạ. Ổng ở miễu hàng nó miếu rồi đó, ổng dạ. Ra chính xác hơn. Nó ngay ở đây người ta cho đồ ăn không mà, chứ ổng đâu có làm gì. Rồi tốn ngàn ngồi trong nóc trước cửa đó. Giờ cậu đi ngang cậu thấy cho lấy. Ừ. Đồ ăn mình ăn nó ngay cũng như nhiều đó, múc cho ông lấy, nó ngay đi. Vậy là chú ông có không được bình thường luôn hay sao con? Thì nói chung nhà rồi lẳng lẳng là nói chuyện rồi, già rồi. Ổng sắm mấy 70 gì rồi. Thang tại vì kêu tắt bếp lò để nó khô mẹ. Dạ dạ dạ. Vụ này là chắc có thể là nó liên quan đến vấn đề tình cảm đó cô. Thì đó. Cái này là cuộc tình tay ba. Vậy hả? Nó lấy cái thằng đốt nhà này trước. Rồi nó bỏ thằng này. Nó lấy cái thằng khác. À. Rồi cái thằng này quay lại trở lại kêu cửa nó không mở. À. Nhiều lần. Thằng này nó tức quá nó mới đốt đó. Vậy đó hả? Là cuộc tình tay ba. À. Nó khùng. Nhưng mà cũng mấy thằng kia cũng tỉnh gì đi, nói chung vậy đi. Với mấy thằng điện nhập khổng tiền đó, rồi kiếm mẹ giải vui. À. Dù cái từ là vậy đó. Dạ. Tại vì con nhỏ này cộng cho 20 cũng được nữa. Nguyễn nó có tiền nó ăn thôi, đúng ra là vậy đó. Rồi, nếu mà vậy là... Thằng hơi nữa rồi. À. Có tiền là đẹp, vậy là... Tiền là đẹp. Vậy là cái người cậu cũng bị hơi rồi, người người mắt này, đó. Cái chị này cũng nó, bị nó, luôn. Nó cho ông ăn. Thành à. Ra ổng cũng phớt lờ, nó làm gì làm đi, Nguyễn nó có tiền cho ông ăn thôi. Dạ. Nói chung ra vậy, bản thân hai người người nào có tiền hết. Thì cái con này nó vậy đó, nó đi như vậy đó. Nhiều khi cậu dắt bờ, dắt bụi, dắt đi. Rồi cho tiền là nó trở về. Nó hay đi đó, đó. Nhiều khi nó đi chứ 1-2 triệu vậy đó. Cái lúc nó đẻ con nhỏ đó, còn thuê nó cho cậu ngay á. Nó bỏ đi tao 3 giờ sáng nó về, con nhỏ khóc muốn chết, nhỏ khóc sữa đó. Là mới đẻ là bỏ đi đi chơi luôn hả? Nó đi vậy đó. Nhưng mà có con bé này trời cũng nuôi được 7 tuổi đó. Chứ hồi mới đẻ nó khóc cho bằng, không ai ngủ được hết trơn đó. Nó bị tâm thần rồi nó cậu đó. Nó rồi chừng mổ, chừng đẻ người ta mổ, người ta mới treo buộc trứng cho đó. Là không đẻ nữa đó, tại người ta biết nó đi vậy. Dạ. Đó. Là ở đây nào giờ. Nó gặp mình bây giờ, với bây giờ gì mới sợ nè. Đi lên thì cô Yến đẹp, nó chết mẹ, bây giờ nó kêu chuyện nó chết thiệt quá. Sợ. Bây giờ mà kêu cô Yến đẹp nữa là chết liền đó. Rồi vậy là cái đứa con mà chỉ ôm vào lòng mà hai mẹ con đều mất hết luôn đó, là cái đứa con đó là con của cái anh con người khác. Cái anh, con người khác nữa hả? Nói chung nó nhiều người lắm. À. Chưa tính đi tính lợi cũng đông, chắc là trên 10-20 vậy lắm. À. Tại vì nó ở rồi nhiều khi người ta qua đường. Dạ. Không, cái đâu cái tiệc thọ làm chồng. Vậy đó. Là không biết cha là ai luôn không hả? Không biết chồng nào hết. Hồi nào bây giờ có lấy gì đó rồi thỉnh thoảng cho thấy giống người khác. Cứ vậy đó. Thành ra ở đây mình thấy nó cuộc sống nó vậy mình cũng đâu có để ý. Ừ. Tại vì nó mặn nó sống gì mình cũng biết rồi, nó đâu có làm gì có tiền. Thì cuộc sống nó là vậy đó. Coi như ai có tiền cho nó tiền thì nó cho ở vậy. Còn nhiều khi nhiều thằng gạt nó không cho tiền nó la lên. Sao mày không trả tiền cho tao? Đó, thì nghe la vậy thôi. Tức là ở trong nhà luôn. Là để la vậy đó. Nó nhiều khi dắt lên trường học mình nữa. Ồ trời. Nhiều khi dắt lên trường học. Ừ. Nhiều khi đi xuống mấy cái bãi vắng mấy nó chặt mấy đâu đi đó. Thì cứ đè đi rồi cho tiền. Đó là nó gì. Giờ đi dắt đi rồi con ngồi trên chiếc xe nó chạy đó. Giờ lụm dây chai lụm đem về chứ rồi đó. Mất tập đó. Thì con nghĩ chắc là chỉ có cái vấn đề về thần kinh á. Bởi thành ra à, rồi. Nó bị tâm thần rồi. Dạ. Cho nên thì chỉ không có được ổn. Bởi thành ra bị người ta gạt nữa đó. Cái mùa Covid đó. Dạ. Đổi ông nào mới vô nhà ra đồ. Nó qua bên dính trường hợp đó. Nó đi tiểu, nó đi ị gì, nó cổ quần nó hay mà nó không đó. Trời đất ơi, bên đó luôn. Như trường hợp mình đó. Rồi ơi. Mình nói chung ra nè, mình biết nó vậy rồi thì nó làm vậy làm kệ nó đi. Mình cho ăn thì cho, còn cho thôi. Thì nó cứ vậy nó sống đó. Nhìn chỉ chắc cũng coi được ha cô. Nó đẹp lắm đó. Ờ. À. Nó đẹp cái lắm đó. Nó tào lai mà.
Ờ, người Hoa hả? Người Hoa hả? Người Hoa. À. Đông trụ cũng người Hoa nữa. Bây giờ ông ở đồng biểu nãy chị kia gương không chịu ông đập trực tiếp với ông. Dạ, để nữa có gì con lợi đó. Ông ở đồng biểu bây giờ đó. Dạ. Anh giữ nhỏ trưởng ban khóm thấy nhà vậy nè, rồi cái miễu mình đó. Người ta mới kêu đem lại nãy đi ở đi rồi tao cho cơm ăn. Dạ. Chứ ông có chân cầu quẹt, ông đâu làm gì có tiền đâu hai cậu. Vậy là chú thì ổng lớn tuổi rồi, còn chị á là cũng không có đi làm ha, chỉ là ở nhà thôi. Nói chuyện nói vậy đó. À. Giờ này nếu mà nó còn giờ này nè, nó ngồi trước cửa nhà đó với con đó. Ừ. Giờ nó ngay đó thì đi mua cơm, còn không có tiền thì là xin. Xin mấy cái quán gần gần, nó nghe tao trói chơi nè. À. Tại vì biết cái hoàn cảnh của nó, mẹ chết, cha chết rồi còn nó rồi cái bản thân nó vậy, sống vậy đó, rồi lo đứa con. À, vậy là cũng thông cảm. Cha mẹ mất chắc hết luôn. Rồi. Nó ở với ông cậu. Tội mà ở trong căn nhà người nào cũng có cái sở thích là lụm đồ gác, lụm đồ dơ về. Không tiền thì đi lụm về chắc mót đó, lâu lâu cái gom bán được 50 ngàn. Dạ, lụm với chai á. Dạ. Mà bây giờ nó không bán nữa, cứ đi vậy theo chai vậy đó, mới tùm lum mà cứ lụm về hoài. Ừ. Nếu mà ở nhà cậu thấy không, rác không à, chứ có gì chứ. Nếu mà vậy là ở chắc ở xung quanh đây chắc nó có mùi lắm á con. Con nhỏ cháu mình mỗi lần á, có con chó nó ổng xìm hoài à. Nó thấy tội nghiệp nó vô cái thấy gì nó cho con nhỏ chết này nè 200 ngàn. Ừ. Rồi nó kêu mày mở cái xìm nó đi cho con chó đi tao cho mày 200 ngàn. Ừ. Nhưng mà mày đừng nói cậu mày tao mướn mày vậy, tại vì ổng không có nuôi mà ổng bắt ổng xìm nữa, thì con chó kia nó ốm á, con cháu mình nó thấy tội nghiệp. Dạ. Rồi con nhỏ này nó lấy 200 ngàn nó thả ra, ổng về ổng chửi nó xong chó tao mắc rồi nó ai biết đó. Nhưng nhỏ cháu mình dặn mày đừng có nói nha. Tao cho mày 200 ngàn, mày khai tao quýnh mày à. Nó nói, đưa tiền 200 ngàn đi. Yeah. Nó ăn chó. Đó, nó khùng nhưng mà nó chỉ thương lắm nha. Yeah. Cái nhiều cái nó tỉnh nó khùng lắm đó.